xin giới thiệu với các bạn, đây là máy xay nấu đa năng CB20 của nhà Olivo. Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cách sử dụng của chiếc máy này nhé. Olivo CB20 bao gồm hai cối, một cối bằng inox 304 và một cối thủy tinh. Thân máy khi đã cắm điện nhưng chưa đặt cối máy lên thì sẽ không hiển thị bất kỳ chức năng nào. Và sau khi đặt cối lên, bảng điện tử sẽ bắt đầu sáng. Đậy nắp máy lại, xoay theo chiều kim đồng hồ và khi mà máy phát ra tiếng bíp thì có nghĩa là nắp máy của mình đã được nắp khít. Và khi nắp máy được nắp đúng vị trí thì bảng điện tử sẽ sáng, đồng nghĩa với việc máy sẵn sàng hoạt động. Khi mình mở nắp máy sẽ hiển thị chữ Open và đèn sáng ở chữ đóng nắp. Lúc này sẽ tiến hành đóng nắp máy như thông thường. Và bây giờ mình sẽ đi sâu vào các chức năng. Các chức năng của máy CB20 được thể hiện rõ ràng bằng tiếng Việt. Để lựa chọn một chức năng cụ thể, chúng ta sẽ bấm liên tục tới khi đến chức năng mà mình mong muốn. Lúc này, đèn hiển thị sẽ hiện màu đỏ và bấm vào nút bật tắt để máy bắt đầu hoạt động. Hàng dưới cùng ở bên trái sẽ là chức năng vệ sinh khử khuẩn. Để sử dụng chức năng này, ta sẽ bấm vào biểu tượng và nhấn nút bật tắt. Lúc này, máy sẽ vừa đun sôi nước, vừa xay nhẹ, làm sạch các vết bẩn ở trong cối thủy tinh cho quá trình sử dụng. Tiếp theo, biểu tượng đồng hồ là chức năng hẹn giờ. Để sử dụng chức năng này, ta sẽ chọn bất kỳ một chức năng của máy. Ví dụ ở đây mình chọn cháo hạt trong vòng 45 phút, sau đó sẽ nhấn vào chức năng hẹn giờ và tăng giảm thời gian theo ý muốn. Ở đây mình sẽ hẹn giờ 8 tiếng. Lúc này, đèn hiển thị sẽ hiển thị 8 giờ và sẽ đếm ngược về 0 và lúc này chế độ cháo hạt sẽ bắt đầu hoạt động. Chức năng hẹn giờ này có thời gian tối thiểu là 2 giờ và tối đa là 12 giờ, giúp cho việc sử dụng máy trở nên đơn giản, tiết kiệm thời gian hơn rất là nhiều. Bạn hoàn toàn có thể chuẩn bị nguyên liệu từ tối hôm trước, cài đặt chế độ hẹn giờ và sáng hôm sau ngủ dậy sẽ có thành phẩm mà không phải mất quá nhiều thời gian để chờ đợi. Tiếp theo sẽ là chế độ xay tùy chỉnh của máy với 10 tốc độ. Chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn tốc độ phù hợp với thực phẩm mà mình chế biến cũng như là sơ chế trong máy này. Sau đó sẽ nhấn vào nút bật tắt để bắt đầu quá trình với 3 phút xay. Tiếp theo sẽ là cách sử dụng cối inox 304. Dưới đáy cối có một thanh nhựa nhỏ và chúng ta sẽ đặt thanh nhựa này vào vị trí đã được đánh dấu ở trên thân máy. Đây mọi người có thể thấy được, đây là vị trí mà đánh dấu trên thân máy. Khi cối được đặt đúng vị trí thì máy sẽ bắt đầu hiển thị đèn và chúng ta sẽ lựa chọn chức năng theo nhu cầu sử dụng. Ở đây cối sẽ hiển thị 5 chức năng: sinh tố, xay lạnh, xay khô, khử khuẩn và chức năng xay tùy chỉnh. Cũng như đối với cối thủy tinh, để lựa chọn bất kỳ chức năng nào, chúng ta sẽ nhấn liên tục tới chức năng mà mình mong muốn và sau đó bấm vào nút bật tắt để máy bắt đầu hoạt động. Với chức năng vệ sinh khử khuẩn của cối inox này thì thời gian sẽ là 1 phút, ngắn hơn rất nhiều so với cối thủy tinh. Và chức năng xay tùy chỉnh thì sẽ tương tự như đối với cối thủy tinh. Mình vừa chia sẻ cách sử dụng chiếc máy CB20 của Olivo, hy vọng rằng nó sẽ hữu ích với các bạn.